Kiến thức mẹ bầu xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại. Hôm nay hãy cùng tìm hiểu về các cột mốc khám thai định kỳ mà mẹ bầu cần lưu ý nhé. Các mốc khám thai định kỳ quan trọng mẹ bầu không thể bỏ qua. Lần khám thai đầu tiên, 2 năm đến 8 tuần tuổi. Lần đầu tiên vô cùng quan trọng đối với mẹ và thai nhi. Mẹ bầu nên đi khám ở khoảng tuần thứ 5 đến 8 ngay sau khi phát hiện có thai bằng dấu hiệu trễ kinh, quay thử thai hay vạch hoặc các dấu hiệu mang thai sớm. Tại buổi khám thai lần đầu, bác sĩ sẽ chỉ định mẹ bầu làm một số kiểm tra xét nghiệm sau: kiểm tra cân nặng, chiều cao, chỉ số BMI để kiểm tra mẹ có đang trong tình trạng béo phì hay suy dinh dưỡng không. Nếu chỉ số BMI quá cao, bác sĩ sẽ hướng dẫn mẹ cách kiểm soát cân nặng khi mang thai để hạn chế tối đa các biến chứng xảy ra. Nếu BMI quá thấp, mẹ cũng sẽ được học cách bổ sung dinh dưỡng để con được phát triển khỏe mạnh. Kiểm tra huyết áp xem mẹ bầu có tăng huyết áp hay không, phòng ngừa nguy cơ tiền sản giật. Siêu âm xác định vị trí làm tổ của phôi thai, loại trừ tình huống mang thai ngoài tử cung gây nguy hiểm. Xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ hormone HCG trong trường hợp siêu âm không thấy rõ túi thai hoặc siêu âm có dấu hiệu bất thường. Tính tuổi thai và ngày dự sinh dựa trên kết quả siêu âm hoặc ngày đầu tiên của kỳ kinh gần nhất tùy theo từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, mẹ có thể thực hiện xét nghiệm máu để kiểm tra một số bệnh như viêm gan siêu vi B, giang mai, HIVS, rubella. Với trường hợp tiền sử sảy thai, liên tiếp xét nghiệm thêm CMV, TOXOPL, ASMA và xét nghiệm công thức máu, nhóm máu, yếu tố research, tổng phân tích nước tiểu. Bác sĩ cũng sẽ hỏi thăm thông tin tiền sử bệnh lý của vợ chồng và gia đình để dự phòng các nguy cơ trong thai kỳ như tiền sử sảy thai, sinh non, tiền sản giật hay sản giật, bản thân hoặc gia đình có người mắc bệnh đau, nứt đốt sống, tăng huyết áp, đái tháo đường. Ngoài ra, tại mốc khám thai này, bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mẹ bổ sung các nhóm vitamin và khoáng chất cần thiết khi mang thai, hướng dẫn chế độ ăn uống khoa học, cung cấp đủ các nhóm chất dinh dưỡng cho mẹ và bé, tư vấn lối sống lành mạnh và các điều cần tránh khi mới mang thai. Lần khám thai thứ 2, tuần thai thứ 8 đến 10. Nếu như ở lần khám đầu tiên, bác sĩ siêu âm chưa thấy được phôi thai làm tổ hoặc chưa nghe được tim thai thì bác sĩ sẽ hẹn tiếp lịch khám vào tuần thai thứ 8 đến 10. Ở lần khám này, mẹ bầu sẽ được kiểm tra toàn diện hơn về phôi thai, tim thai. Lần khám thai thứ 3, tuần thai thứ 11 đến 13 tuần 6 ngày. Mốc khám thai tuần thứ 11 đến 13 tuần 6 ngày giúp mẹ tầm soát, phát hiện sớm dị tật thai nhi nên mẹ bầu tuyệt đối không nên đi khám trễ. Bởi vì chỉ có khoảng thời gian này thì kết quả đo MRI gáy chính xác lên đến 99%, nhờ đó phát hiện được những dị tật bẩm sinh liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể như đau, Edward, Patau và các bất thường hình thái học khác. Ngoài ra, ở lần khám thai này mẹ bầu có thể được chỉ định làm xét nghiệm níp để tầm soát các bất thường số lượng nhiễm sắc thể thường gặp. Nếu là lần khám thai này phát hiện có hình ảnh siêu âm bất thường về cấu trúc của thai nhi hoặc nguy cơ bất thường số lượng nhiễm sắc thể cao, bác sĩ sẽ làm thêm những xét nghiệm cần thiết khác để đưa ra chẩn đoán chính xác nhất. Ví dụ như xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn, níp, chọc ối, sinh thiết gai nhau, tùy theo từng trường hợp để xác định thai nhi có bất thường số lượng nhiễm sắc thể hay không. Lần khám thai thứ 4, tuần thai thứ 16 đến 18. Thông thường trong tạm cá nguyệt thứ 2, mỗi tháng bạn sẽ phải đi khám một lần theo lịch hẹn của bác sĩ. Song nếu tình trạng sức khỏe của bạn hoặc thai nhi có vấn đề, khoảng cách thời gian giữa các lần khám thai của bạn sẽ ngắn hơn. Ở tam cá nguyệt thứ 2, bác sĩ vẫn kê toa cho bạn dùng các viên uống bổ sung canxi, sắt hay các khoáng chất tốt cho mẹ và bé. Ở mốc khám thai lúc thai nhi được 16 đến 18 tuần tuổi, mẹ bầu vẫn được thực hiện các kiểm tra thường quy như cân nặng, huyết áp, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm để theo dõi sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Bên cạnh đó, đối với những mẹ bầu có tiền sử sinh non hoặc thai kỳ có yếu tố nguy cơ, bác sĩ sẽ chỉ định thêm bước đo chiều dài kênh cổ tử cung. Lần khám thai thứ 5, tuần thai thứ 20 đến 24. Khi thai nhi được khoảng 20 đến 24 tuần tuổi, bác sĩ sẽ chỉ định mẹ thực hiện siêu âm 4D cùng các xét nghiệm cần thiết để kiểm tra hình thái thai nhi, phát hiện những bất thường nếu có, chẳng hạn như hở hàm ếch, dị tật sứt môi, dị dạng ở cơ quan và nội tạng, và kiểm tra vị trí bám của nhau thai, lượng nước ối. Bác sĩ cũng sẽ đo chiều dài kênh cổ tử cung để tầm soát dấu hiệu sinh non. Khi phát hiện bất thường, bác sĩ sẽ chỉ định chọc ối để kiểm tra chính xác hơn. Ở mốc khám thai này, mẹ bầu sẽ được tiêm vaccine ngừa uốn ván mũi đầu tiên. Lần khám thai thứ 6, tuần thai thứ 24 đến 28. Tại mốc khám thai lúc 24 đến 28 tuần, mẹ bầu sẽ được thực hiện các kiểm tra lâm sàng như những lần khám thai khác để theo dõi sự phát triển của thai nhi. Bác sĩ sẽ chỉ định siêu âm 2D hoặc 4D để theo dõi tăng trưởng của thai nhi và kiểm tra lượng nước ối, vị trí bám của nhau thai. Thời điểm khám thai này mẹ sẽ được bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm để kiểm tra tiểu đường thai kỳ. Bác sĩ sẽ hướng dẫn mẹ thay đổi chế độ ăn, lối sống sinh hoạt và dùng thêm insulin trong những trường hợp cần thiết. Ngoài ra, đây là thời điểm mẹ bầu tiếp tục tiêm vaccine bạch hầu, ho gà uốn ván nếu thai được hơn 27 tuần. Trong trường hợp mẹ bầu bị viêm gan B sẽ được làm xét nghiệm máu để quyết định có điều trị viêm gan B nhằm làm giảm nguy cơ lây nhiễm cho thai nhi hay không. Lần khám thai thứ 7, tuần thai thứ 28 đến 32. Ở cột mốc 28 đến 32 tuần, mẹ bầu sẽ được chỉ định làm siêu âm hình thái học quý 3 để phát hiện các bất thường xuất hiện muộn ở thai nhi như tắc ruột, nhiễm trùng bào thai, đầu nhỏ, bất thường hệ thần kinh trung ương, kiểm tra tim thai, ước tính kích thước thai nhi. Lần khám thai thứ 8, tuần thai thứ 32 đến 34. Nhắc đến các mốc khám thai quan trọng, chắc chắn mẹ không thể bỏ qua mốc thai kỳ tuần 32 đến 34. Đây là giai đoạn cuối cùng bác sĩ kiểm tra dị tật thai nhi. Ở thời điểm này, mẹ bầu sẽ đi khám thai 2 tuần một lần.
mẹ bầu sẽ được khám tổng quát, theo dõi động mạch não, động mạch tử cung và rốn của con. Lần khám thai thứ 9, tuần thai thứ 34 đến 36. Ở lần khám thai thứ 9, mẹ bầu được chạy máy monitor để nhận biết tim thai thay đổi và những cơn co thắt tử cung. Ngoài ra, bác sĩ cũng dự đoán cân nặng khi bé chào đời, tình trạng dây rốn và nước ối. Nếu mẹ nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như chảy máu hay đau bụng, mẹ bầu cần được đi khám ngay vì đó có thể là dấu hiệu của chuyển dạ. Lần khám thai thứ 10, tuần thai thứ 36 đến 40. Lúc này, mẹ bầu sẽ được hẹn tái khám mỗi tuần để bác sĩ đánh giá sức khỏe thai thông qua kết quả siêu âm và đo tim thai, đồng thời đánh giá cổ tử cung, khung chậu của mẹ để dự đoán khả năng nên sinh mổ hay sinh thường. Giai đoạn này rất quan trọng vì mẹ có thể chuyển dạ bất kỳ lúc nào. Bác sĩ sẽ làm xét nghiệm máu, siêu âm, làm non-stress test đo tim thai. Kiểm tra này dựa vào sự thay đổi giữa tim thai với việc chuyển động của thai, đồng thời giúp kiểm tra em bé có đủ OXI hay không. Những lưu ý cho mẹ bầu khi đi khám thai: bên cạnh việc nắm rõ các mốc đi khám thai, mẹ cũng cần ghi nhớ những lưu ý dưới đây để việc thăm khám diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Tránh gây mất nhiều thời gian khiến mẹ mệt mỏi, nhất là những mẹ mang thai lần đầu, mẹ nên mặc đồ rộng rãi thoải mái, tốt nhất mẹ nên chọn đầm suông rộng và dép bịt êm chân để việc thăm khám được thuận tiện hơn. Tránh sử dụng chất kích thích trước khi khám thai. Khi thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, bạn cũng cần nhịn ăn trước khi khám để đảm bảo độ chính xác của kết quả. Mẹ có thể chuẩn bị thêm bánh ngọt hoặc sữa để ăn trong lúc chờ đợi kết quả, tránh để cơ thể bị mất sức và ngất xỉu. Ở tam cá nguyệt đầu tiên, mẹ cần uống nhiều nước và nhịn đi tiểu để hình ảnh siêu âm được rõ nét hơn. Bước sang những tháng tiếp theo, thai nhi phát triển lớn hơn nên mẹ cần tránh uống nước và đi tiểu trước khi siêu âm. Mẹ có thể hỏi ý kiến bác sĩ để được dặn dò những lưu ý ở lần khám sau. Mẹ nên vệ sinh cơ thể sạch sẽ, nhất là vùng kín để việc thăm khám an toàn. Bên cạnh đó, mẹ nên lưu trữ tất cả hồ sơ thăm khám, các kết quả kiểm tra xét nghiệm ở trong một tập hồ sơ để dễ dàng mang theo ở mỗi mốc khám thai. Ngoài ra, mẹ nhớ xin giấy xác nhận thăm khám tại cơ sở y tế để được hưởng các quyền lợi thai sản của bảo hiểm xã hội hoặc bảo hiểm thai sản. Trên đây là các mốc khám thai định kỳ quan trọng mẹ bầu không thể bỏ qua để không bỏ lỡ các xét nghiệm tầm soát sàng lọc dị tật thai nhi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc băn khoăn nào, mẹ hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp nhé. Cảm ơn các mẹ đã xem video đến giờ phút này và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại mẹ ở video tiếp theo.